Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ khui hộp một cái sản phẩm bàn phím không dây MSK của Logitech. Thì anh em thấy trên màn hình là đây là một sản phẩm khá là hay, là có thể sử dụng vừa Win và vừa Mac luôn ha. Đây là một cái bàn phím chính hãng của DigiOne, mình mua trên TT nha, mình sẽ để link hoặc là Shopee các bạn đều có thể mua được nha. Thì ở đây thì nó có ghi là hàng chính hãng nha, mình mua hàng chính hãng với giá 2,5 triệu đồng, là khoảng 100 đô á. Thì theo đánh giá thì cái bàn phím này á, thì nó sử dụng rất là tốt ở dùng cho Win và Mac, có thể sử dụng được hai hệ điều hành song song luôn. Đây thì các bạn thấy trên trong cái hộp á, thì nó có một số cái hướng dẫn này các bạn. Đây đây là phím on nè, nó hướng dẫn cho mình đầy đủ ở trên cái hộp luôn. Ngoài ra thì ở đây nó cũng có vẽ cho mình một số cái kết nối nè, này để mình cho các bạn xem nha. Thì cái này thì nó chỉ có cái cổng cáp sạc đi kèm thôi nha. Cổng cáp sạc này là USB-C, đầu USB-C, nó mình ghim trực tiếp trên máy tính của mình vừa làm vừa sạc luôn, rất là ngon. Ngoài ra thì có một số hướng dẫn nè, hướng dẫn hàng chính hãng nên hướng dẫn đủ thứ tiếng hết, không có đọc. Rồi thì trên tay mình đây là cái bàn phím này khá là nặng luôn, hiệu Luigi nè, cái thương hiệu này của Thụy Sĩ, mình thấy khá là tốt. Ở đây thì mà có nút sạc USB-C nè. Theo mình tìm hiểu thì cái bàn phím này nó sẽ sử dụng, các bạn thấy khi bật lên nó có đèn led. Ở đây là có đèn led nha các bạn, tại cái máy quay mình không hiện lên. Thì sử dụng thì 6 tháng nếu như mình không sử dụng đèn led nha, không bật led. Còn lại thì bật led thì đâu đó khoảng 1 tuần tới nửa tháng gì đó mình sử dụng thì mới biết được nha. Thì các bạn thấy trên đây thì nó có tích hợp cho mình nè, phím control nè, comment của thằng Mac nè, Windows rồi nó tích hợp trên đây chung luôn nè, bạn thấy không? Bạn thấy trên bàn phím nè, bố trí khá là đẹp ha. Ở bên đây cũng có bàn phím phụ, ở đây comment nè, comment của Win và Mac nó dính với nhau luôn. Còn ở trên đây thì các bạn thấy là phím 123 nè, 123 là cái kết nối được một thiết bị, hai thiết bị, ba thiết bị nào có hỗ trợ Bluetooth đó thì các bạn có thể chuyển qua số 1, số 2, số 3. Các bạn nhớ đè vô giữ, ví dụ các bạn kết nối thiết bị thứ hai á thì các bạn giữ này, các bạn nhấn vào số 2 đó, các bạn nhấn nhấn vào số 2 á thì các bạn sẽ đè xuống như mình đi tìm Bluetooth của thiết bị mới vậy đó. Ngoài ra thì nó có một cái USB Bluetooth đi kèm nha. Rồi ok, thì mình sẽ gắn cái máy và mình trải nghiệm. Thì theo mình trải nghiệm đó thì bàn phím này khá là ổn, có thể kết nối xa khoảng 10 tới 15 mét nha, trong nhà mình. Rồi trên đây thì các bạn thấy là này có tích hợp là cái phím chụp lại màn hình nè. Ngoài ra thì cái phím khóa này nè, nó có thể tắt máy cho mình. Trên đây thì có một số phím đèn nè, rồi sáng tối thì rất là nhiều luôn. Thì nói chung là màn phím này sử dụng đây là chất liệu nhôm này các bạn, nhôm. Còn bên đây là nhựa này nha, bên ở ngoài đây là nhựa, còn ở đây tích hợp bằng nhôm đó, dưới đây là nhựa nha. Rồi thì nếu các bạn nào quan tâm thì mình sẽ để link dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nha. Mình thấy cái bàn phím này
cầm rất là đầm tay và nặng. Nhưng mà các bạn để lên trên cái bàn làm việc đó thì nhìn nó cũng khá là chắc chắn nè ha. Mình thấy nó khá là ổn luôn. Đó, ok ha. Tuyệt vời. Một phím trị giá khoảng 100 đô. Đây cái hộp. Đây. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bật và mình kết nối máy tính cho các bạn xem nha. Thì mình sẽ mở cái nút nguồn lên cho các bạn xem. Thì mình kết nối với máy tính luôn. Bật lên nè. Đó, bạn thấy bật lên thì cái tín hiệu đèn nó đã hiện lên rồi nè. Thì cái này á, mình ghim vô là cái máy 1 nè. Còn lại là máy 2, máy 3 thì kết nối được 3 thiết bị luôn. Các bạn thấy trên đây nó có cái biểu tượng đèn LED nè. Các bạn nhấn lên thì nó sẽ có cái đèn LED sáng. Đây, mình nó các bạn thấy cái đèn LED nó chớp 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 là nó đang tìm cái thiết bị đó. Nó đang tìm cái thiết bị là cái đèn LED nó sẽ chớp 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 nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở máy lên để kết nối. Rồi, ok. Thì mình đã mở thiết bị lên rồi. Bây giờ mình kết nối với cái máy tính của mình thì sẽ kiểm tra cái driver. Thì hiện tại thì cái máy mình đã kết nối được với cái bàn phím này rồi. Đó là số 1 nè. Đó, nó không có chớp là số 1 là mình kết nối thành công. Thì trên đây mình sẽ nhấn cho các bạn xem luôn nha. Đây, đó, và nói phím start nè. Mình nhấn phím phím start nè. Đó. Đó, là nó đã ăn rồi. Mình thấy cầm nó rất là đầm tay và chắc luôn. Thì mình cũng mở đèn LED lên nè. Các bạn thấy đèn LED nè. Mình sử dụng cho các bạn xem. Thì mình thấy nó cũng khá ổn rồi nè. Mình gõ văn bản nè. Gõ văn bản cũng khá tốt luôn. Đó. Theo mình thấy thì cái bàn phím này sử dụng rất là êm tai. Bấm nó cũng bấm như là nó không có cái tiếng động lớn bằng cái nói chung là rất là êm chứ không có tiếng động. Đại khái là mình bấm rất là nhẹ tay, mình rất là chắc chắn luôn. Rồi ok. Xin chào các bạn. Các bạn nào quan tâm thì mình để link dưới phần mô tả. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào. Phim quá, quá êm, quá tốt.